Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Học Lập Trình Online. Thì tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn. Thì hôm nay tôi sẽ điều dẫn cho các bạn đăng ký và sử dụng một cái công cụ rất là nổi tiếng hiện nay, là cái công cụ ChatGPT. Thì trước kia thì để mà sử dụng được cái công cụ này thì chúng ta cần phải rất là khó khăn để mà đăng ký được một cái tài khoản ChatGPT. Thì như trước kia là chúng ta cần phải fake cái IP, chúng ta cần phải sử dụng VPN để fake cái IP này. Rồi chúng ta cần phải có một cái số điện thoại ở nước ngoài để mà đăng ký và tạo tài khoản và sử dụng được cái công cụ này. Còn bây giờ thì cái công cụ ChatGPT thì nó đã hỗ trợ cho cái người dùng Việt Nam của chúng ta. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn tạo tài khoản và sử dụng cái công cụ ChatGPT này. Thì bây giờ tôi sẽ đi bắt đầu hướng dẫn cho các bạn này. Thì để mà tạo tài khoản và sử dụng cái công cụ ChatGPT thì các bạn đi vô cái trang chủ của thằng ChatGPT. Cái trang chatgpt.com. Thì tôi sẽ đi giới thiệu sơ cho các bạn về cái trang giao diện của cái công cụ ChatGPT này. Thì cái phiên bản mặc định, cái phiên bản miễn phí của nó thì đây thì nó đang là cái phiên bản 3.5. Thì đây là một cái phiên bản miễn phí. Còn đối với cái phiên bản ChatGPT 4 thì đây là một cái phiên bản nâng cao, thì đây là một cái phiên bản phải trả phí. Còn chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng cái phiên bản miễn phí là phiên bản 3.5 thôi. Đó, thì đây là về cái phiên bản của thằng ChatGPT. Rồi theo thì ở đây thì nó có một cái màn hình như vậy. Và ở đây thì các bạn có thể chat, các bạn có thể hỏi bất kỳ cái gì cho cái công cụ ở ChatGPT này. Thì chẳng hạn như là ở đây thì các bạn thể chat, các bạn thể gửi message và trò chuyện với lại cái công cụ ChatGPT này. Và các bạn thể sử dụng rất là nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ các bạn thể sử dụng tiếng Anh này, và các bạn cũng có thể sử dụng tiếng Việt này. Ví dụ như là đây, bây giờ chẳng hạn như là tôi viết bằng tiếng Việt chẳng hạn. Tôi sẽ có cái câu này, xin chào chẳng hạn. Đó, thì các bạn thấy là nó trả lời tôi, nó chào lại tôi là xin chào này. Và nó kêu là nó có thể giúp được gì cho tôi không này. Thì khi mà các bạn chat với cái công cụ ChatGPT này thì nó sẽ tự động nhận diện cái ngôn ngữ mà các bạn đang sử dụng ấy. Ví dụ của tôi sử dụng tiếng Anh chẳng hạn, thì bây giờ tôi sẽ gửi cho nó một cái message bằng tiếng Anh. Đó, thì tôi chat cho nó cái câu là hello này, và nó cũng xin chào lại tôi này. Đó. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi hỏi xem là cái thằng ChatGPT này thì nó có thể làm được cái tác vụ phức tạp như là lập trình hay không chẳng hạn. Thì chẳng hạn như tôi sẽ hỏi nó là Do you know about Java programming chẳng hạn. Đó, thì các bạn thấy là nó trả lời là Z, và nó kêu là nó quen thuộc với lại cái ngôn ngữ lập trình Java này. Rồi theo chẳng hạn như là tôi sẽ yêu cầu nó viết ra một cái Java class và in ra cái câu gọi là hello world chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ chat cho nó như sau. Chẳng hạn như tôi sẽ chat với nó là need help me. Why a Java class? Bring hello world test chẳng hạn. Đó, thì tôi sẽ yêu cầu nó là viết ra một cái Java class và in ra một cái chuỗi gọi là hello world. Đó, thì các bạn thấy là nó đã in ra cho tôi một cái class là hello world, và ở đây thì nó có một cái hàm main và nó có cái hàm system outreach này, và nó in ra cái message là hello world này. Đó, thì các bạn thấy là cái công cụ ChatGPT này thì đây là một cái công cụ rất là hữu ích, và nó có thể làm được rất là nhiều cái tác vụ khác nhau, như là nó có thể viết code này. Đó, thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ ChatGPT này bằng cách là chúng ta không cần phải đăng ký một cái tài khoản nào đó. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta không có đăng ký một cái tài khoản ấy, thì những cái message mà chúng ta chat với nó thì nó sẽ không có lưu trữ lại cho chúng ta. Thì để mà lưu trữ được mấy cái như là mấy cái lịch sử chat này, hoặc là làm những cái tính năng nâng cao khác, thì các bạn nên đăng ký một cái tài khoản ChatGPT. Thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn đăng ký một cái tài khoản ChatGPT này. Thì các bạn click cho cái button sign up ở đây này.
Rồi theo thì để mà tạo ra một cái tài khoản đấy thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ email. Thì các bạn nhập cái địa chỉ email của bạn vô đây này. Rồi, tôi nhập cái địa chỉ email của tôi vô đây và theo tôi sẽ nick cho continue này. Rồi theo tôi sẽ đi nhập cái password, cái mật khẩu. Rồi theo tôi sẽ nick cho continue. Rồi theo thì nó yêu cầu tôi cần phải xác thực cái email ạ. Thì tôi sẽ đi truy cập vô cái địa chỉ email của tôi và tôi sẽ đi xác thực. Đây thì các bạn thấy là nó gửi cho tôi một cái email Open AI Verify do email này. Đó. Và tôi sẽ đích cho cái link Verify email address ở đây này. Rồi theo thì tôi sẽ nhập mấy cái thông tin như là full name của tôi chẳng hạn. Chẳng hạn tôi sẽ để tên của tôi là Mẫn Nguyễn chẳng hạn. Rồi theo nó bớt đây. Thì tôi sẽ nhập cái bớt đây của tôi rồi. Rồi theo tôi nick cho OK này. Rồi theo thì nó show lên một cái hộp thoại là nó show lên một số cái tip để mà hướng dẫn cho ông ta bắt đầu sử dụng cái công cụ chat GPT ạ. Đó, thì các bạn hãy đọc và tìm hiểu ở đây này. Đó. Rồi theo thì tôi sẽ nick cho OK, let's go. Rồi theo thì nó show lên một cái hộp thoại nó giới thiệu về cái chat GPT phiên bản 4 ấy. Thì cái phiên bản này chúng ta không sử dụng thì chúng ta nick cái icon ở trên này để chúng ta tắt đi. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái trang giao diện khi mà chúng ta vừa đăng ký cái tài khoản ChatGPT thì nó sẽ có cái trang giao diện như vậy. Đó và tương tự thì các bạn cũng có thể chat và các bạn gửi message với lại cái công cụ ChatGPT này. Chẳng hạn như tôi sẽ chat với nó là Hello này. Đó thì các bạn thấy là nó trả lời tôi này. Thì ở đây thì các bạn thể chat tương tự thì như vừa nãy tôi hướng dẫn thì các bạn phải gửi những cái message chat khác cho cái công cụ ChatGPT này. Và từ bây giờ thì khi mà các bạn chat với nó thì những cái phần như là về lịch sử chat thì cái công cụ ChatGPT này nó sẽ lưu trữ lại những cái lịch sử mà các bạn đã chat với nó này. Rồi các bạn thể sử dụng những cái tính năng nâng cao khác của thằng ChatGPT. Đó thì cái công cụ ChatGPT này thì đây là một cái công cụ rất là hay và nó có thể hỗ trợ cho chúng ta làm được rất là nhiều những cái công việc cũng như là làm được rất là nhiều cái tác vụ phức tạp khác nhau như là lập trình chẳng hạn. Đó thì đây là một cái công cụ hữu ích. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn đăng ký và sử dụng cái công cụ ChatGPT. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Rồi ngoài ra thì giờ thì tôi đang có một số cái khóa học về lập trình ở trên cái trang udemy.com thì nếu mà các bạn nào có nhu cầu học về lập trình ấy, thì các bạn hãy lên cái trang udemy.com này và các bạn search ở đây là Mẫn Nguyễn chẳng hạn. Thì ở đây thì nó liệt kê ra một số cái khóa học của tôi này, ví dụ như là lập trình React.js chuyên sâu này, hoặc là khóa học Docker và AWS cho nhà phát triển Java này. Đó. Thì nếu mà các bạn nào có nhu cầu học về mấy khóa học này thì các bạn hãy vô đây và tìm hiểu này. Thì ở trên cái trang Udemy thì hiện giờ thì tôi đang có bốn cái khóa học như vậy. Đó thì nếu mà các bạn nào thấy mấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của bạn ấy, thì các bạn hãy lên đây và tìm hiểu và đăng ký và tham gia vào mấy cái khóa học của tôi. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.